Tôi phát được hiện bệnh ung thư thì tôi nghĩ trong đầu tôi là giờ ba đứa con thì giờ đang vất vả quá, bệnh ung thư thì khổ quá. Thế là thôi tôi cố gắng vượt qua. Đấy, nhờ nội ngoại coi như là tôi vượt qua. Nếu mà tôi có sức khỏe tôi sẽ nuôi được mấy đứa con ăn học. Và đấy, nếu mà bệnh tật, nếu mà không còn thì không nuôi được các con và không được gần chồng gần con. Tôi đã vượt qua được khỏi căn bệnh ung thư vú rồi, tôi đã được sống sót và giờ tôi đã trở thành người làm bình thường như những người bình thường. Bên em phụ nước ta lên khám định kỳ để còn điều trị bệnh sớm, phát hiện sớm người ta chữa chạy cho sớm.